안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn phân biệt các cặp từ tiếng Hàn dễ nhầm lẫn. Trong video ngày hôm nay, phần số 1 sẽ là những cái cặp từ có phát âm na ná nhau. Tức là nó không phải là những cái từ đồng nghĩa với nhau mà là đơn thuần là nó có về hình thức viết và hình thức phát âm nó khá là giống nhau cho nên là các bạn dễ bị nhầm lẫn. Các bạn hãy chú ý nhé. Chúng ta sẽ có cặp từ đầu tiên. Mul còn còn và từ con mùi con mùi thì như vậy các bạn có từ mùi còn nó mang nghĩa là đồ đạc hoặc là đồ ví dụ là gì nhỉ sắp xếp đồ đạc hoặc là thu dọn đồ đạc và cái từ thứ hai nó chỉ thay đổi vị trí thôi đổi cái từ còn lên trước thì sẽ là con mùi con mùi thì nó lại mang nghĩa là tòa nhà như vậy các bạn cần chú ý mùi còn và con mùi nó khá khá là giống nhau đúng không chỉ cháo đổi vị trí một chút thôi nhưng mà các bạn có mùi còn sẽ là đồ đạc còn con mùi là tòa nhà tiếp theo chúng ta có cặp từ thứ hai sen sòn sen sòn sen sòn có nghĩa là cá các bạn hiểu là các con cá sống ở dưới biển ấy thứ hai là cái từ son sèn son sèn lại mang nghĩa là giáo viên như vậy các bạn có nhá Sen sòn là cá Chỉ các loài cá nói chung Đổi ngược lại vị trí của hai từ này các bạn có từ son sẻ. Đây là tên của một nghề nghiệp là giáo viên Thường các bạn quen với từ là son sen nim đúng không Thì cái từ nim được thêm vào sau sau danh từ chỉ nghề nghiệp để nó chỉ sự tôn kính son sen nim Còn thực chất các bạn có giáo viên là son sẻ. Như vậy các bạn có sen sòn Sen sòn là cá, con cá, còn son sen là giáo viên. Như vậy những từ này nó khá là giống nhau, chỉ tráng ngược vị trí một chút thôi mà ý nghĩa đã khác nhau rồi. Cặp từ thứ ba chúng ta có du hành, du hành, du hành, có nghĩa là thời trang, cái sự thịnh hành hay còn gọi là mốt. Cái từ nữa phát âm khá là giống các bạn có từ do hành, do hành, do hành, có nghĩa là du lịch. Như vậy nó đều có gốc là từ hang và một bên là you và do You hang, do hang Các bạn chú ý nhé You hang, thời trang Còn do hang là du lịch Tiếp theo chúng ta có từ uri 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 Chúng tôi hoặc là chúng ta Có cái từ uri 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 Có nghĩa là con vịt như vậy, một bên là U, một bên là O. Thì các bạn chú ý Uri. Uri nara có nghĩa là đất nước chúng tôi. Uri bàn có nghĩa là lớp tôi. Còn Ori, Ori có nghĩa là con vịt. Tiếp theo chúng ta có từ Kyo Ul. Kyo, -ul, kyo -ul, có nghĩa là mùa đông. Kyo, Kyo, Kyo -ul, mùa đông. Và chỉ khác một chút thôi các bạn có từ Kho Ul. Kho -ul, có nghĩa là cái gương cái gương để chúng ta soi đấy như vậy một bên là kheo một bên là kho kheo mùa đông một bên là kho cái gương tiếp theo các bạn có từ hư tả. tả và cái từ hư ri tả. tả mang nghĩa là chảy để nói về cái sự chảy của nước của dòng nước hoặc là nó cũng nói về cái sự trôi chảy của thời gian Ví dụ như là thời gian trôi Hoặc là nó nói về cái sự bay Tức là như là đám mây bay trên bầu trời Thì các bạn có sử dụng với từ hư rư tả Tức là nó chỉ trạng thái của cái sự trôi chảy Của cái sự bay đi Và các bạn có từ hư ri tả Hư ri tả thì nó lại mang nghĩa là Nhiều mây hoặc là u ám Cái này dùng để nói về thời tiết Như vậy nó khác một chút ở cái từ rư và từ ri Hư rư tả và hư ri tả các bạn chú ý nhé. Cặp từ thứ bảy ta có từ Puchiron <laughs> Hata Puchiron Hata ha Hata Có nghĩa là chăm chỉ, cần cù, cần mẫn, siêng năng Và các bạn có từ Purojita 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 mang nghĩa là bị gãy, bị vỡ hoặc là bị đứt Như vậy các bạn có từ ha <laughs> Hata và Purojita <laughs> Thì đối với người người Nước ngoài khi mọc ngoại ngữ ấy, thì rất rất là dễ bị nhầm lẫn bởi vì nó phát âm nó gần gần như nhau Tức là nó cũng có những cái từ như là từ Puchita này hoặc là Purochita này Để có những cái từ như thế này Nên là các bạn cần chú ý Puchiron hata Puchiron hata Chăm chỉ cần cù Purochita Bằng nghĩa là bị gãy, bị vỡ hoặc là bị đứt Tiếp theo là có từ Chongbu 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 có nghĩa là thông tin còn cái từ trong bù trong bù trong bù có nghĩa là chính phủ như vậy một bên là bù một bên là bù như vậy trong bù thông tin còn trong bù chính phủ tiếp theo chúng ta có từ trong tròn trong tròn trong tròn, tròn có nghĩa là mất điện cái sự mất điện và cái từ nữa là từ trong tràng trong tràng có nghĩa là bộ áo vép hoặc là bộ âu phục áo vép hoặc là âu phục các bạn có chong tròn chong tràng thì nó đều giống như là có từ chong còn ở đây gốc của nó từ tròn và từ tràng các bạn chú ý chong tròn mất điện chong tràng áo vép hoặc là âu phục nữa là chúng ta có từ karuchida 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 dạy hoặc là dạy bảo chỉ bảo và cái từ Kitarita Kitarita Đợi chờ Thực ra thì không không dễ bị nhầm lẫn hai từ này đâu Nhưng mà nó có cái từ như là từ Ka hoặc là âm y như thế này Thì các bạn nghe nó thấy là nó hơi na ná nhau Thì các bạn chú ý Karuchita là dạy, dạy bảo Ví dụ Hàn Quốc có Hãy dạy tôi tiếng Hàn đi Hoặc là Chôm kitario Có nghĩa là hãy đợi tôi một chút đi Thì như vậy các bạn có Kitarita là đợi chờ Còn Karuchita là dạy dạy bảo. Tiếp theo ta có từ này rất là dễ nhầm lẫn khi các bạn nghe phát âm có từ putita putita mang nghĩa là dán dán tem hoặc là dán ảnh. Từ thứ hai cũng phát âm tương tự là putita putita thì nó lại mang nghĩa là gửi gửi đồ ví dụ là gì nhỉ? gửi thư hoặc là dán hoặc là trên đồ ăn tức là nó mang hai cái lớp nghĩa như thế này. Về hình thức viết thì các bạn thấy rằng ở đây cái từ này viết như thế này và cái từ này vuchida tuy nhiên khi mà ở đây nó có nguyên âm là nguyên âm y theo sau là phụ âm thờ thế này nó sẽ được đọc nối âm lên thành chờ chi vuchida thì nó cũng giống với từ này vuchida như vậy các bạn cần chú ý các bạn nghe phát âm thì các bạn dễ nhầm lẫn nhưng các bạn cần phải biết là nó viết như thế nào Hai từ này thì viết khác nhau, nhưng mà khi đọc nối âm lên thì phát âm giống nhau, nên các bạn cần hết sức chú ý. Puchida từ này thì mang nghĩa là dán ví dụ là dán hoặc là đính dán tem dán ảnh hoặc là dính cái gì đó vào dính bức tranh vào chẳng hạn còn cái từ puchita này nó mang nghĩa là gửi ví dụ là phiên chí gửi thư hoặc là dán hoặc là chiên đồ ăn nữa là chúng ta có từ chi khi tả chi khi chi khi và cái từ thứ hai là shikita khi như vậy nó khác nhau một chút ở cái từ cái âm tiết đầu tiên chi và chi thì các bạn có chi khi tả nó mang nghĩa là trông coi hoặc là giữ gìn nhà cửa chẳng hạn ví dụ là gì nhỉ chi chi khi tả là giữ gìn nhà cửa hoặc là nó mang nghĩa là giữ trong cái việc là giữ lời hứa hoặc là giữ cuộc hẹn giữ bí mật gì đó ví dụ là gì nhỉ yak so chi khi tả là giữ hẹn còn cái từ chi khi tả thì nó mang nghĩa là gọi gọi đồ ăn order ấy, giống như cái từ chumun ha thì như vậy nhá các bạn chú ý chi và, và si nó phát âm na ná nhau nên các bạn cần chú ý chi khi tả và si khi tả nó khác nhau một cái là trông coi giữ gì nhà cửa một cái là giữ giữ lời hứa giữ cuộc hẹn giữ bí mật còn một cái là gọi ví dụ là ươm si khi tả gọi đồ ăn chẳng hạn cặp thứ 13 chúng ta có từ so du rư tả so tả mang nghĩa là vội vàng và một từ phát âm rất giống là so thuru tả so thuru tả từ này lại mang nghĩa là vụng về gượng gạo không quen như vậy nó khác nhau ở cái âm tiết thứ hai một từ là tu một từ là một từ là thu so tu rư tả so thu rư tả và một từ là so thu rư tả so thu rư tả các bạn có từ so thu rư tả là vội vàng vội vã và cái từ này các bạn có bất quy tắc của r khi mà chia theo yo sẽ là so du lờ yo so du lờ yo có ví dụ, ví dụ là gì chó nên so du lờ tôi đang vội và cái từ này cũng thế các bạn khi mà các bạn chia theo yo sẽ là so thu lờ yo so thu lờ yo vụng về tôi không quen như vậy chú ý nhá so du tả và so thu rư tả khác nhau một cái là âm bật hơi tiếp theo các bạn có từ cu hằng, cu hằng, cu hằng là quê hương một từ là cung hằng, cung hằng, cung hằng có nghĩa là sân bay cu hằng có nghĩa là cố hương, cu là cố còn heng nó có nghĩa là hương cu hằng là cố hương hay các bạn dịch là quê hương còn cung hằng có nghĩa là sân bay tiếp theo các bạn có từ Rập tà, Rập tà 부럽다. Có nghĩa là ghen tị, tị nạn. Và cái từ thứ hai là 부끄럽다. 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 Xấu hổ. Như vậy, ở cái từ thứ hai này nó thêm cư, 부끄럽다. Từ này là 부럽다. 부럽다. Ghen tị, một từ là xấu hổ. Và các bạn có gốc của nó là bí ướp theo sau là phụ âm tờ thế này thì ở cái âm tiết này các bạn đều gấp đôi phụ âm tờ lên đọc với âm căng và mạnh hơn. Purota, <laughs> Pukurata. <laughs> Tiếp theo các bạn sẽ có từ chung cổ, chung cổ, chung cổ, có nghĩa là đồ cũ, đồ cổ và cái từ chung cổ, chung cổ, chung cổ, lời khuyên, viết thì khác nhau một chút và phát âm cũng khác nhau một chút Một cái các bạn phát âm với âm chờ nhẹ, thường Một cái các bạn phát âm với âm chờ là âm bật hơi Trung cổ, trung cổ, đồ cũ Một cái là trung cổ, trung cổ, lời khuyên Tiếp theo các bạn có từ thù 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 là cũng Ví dụ là gì nhỉ? 저도 đu chú 사과를 좋아해요 đu quá chú Tôi cũng thích táo có một cái là tô 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 u rồi ó lại khóc nữa à thì như vậy một cái các bạn phát âm nó ở vị trí đầu đầu của câu ấy thì các bạn hoặc là nó phát âm đơn lẻ thì các bạn phát âm giống với âm không phải là âm tờ là tô và các bạn phát âm hơi nhẹ gần gần giống âm thờ thổ 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 là cũng cũng như thế nào đó dụ là tôi cũng thích cái này hoặc là tôi cũng đi còn cái từ tô tức là nó chỉ ra là cái gì đó thêm vào nữa hoặc là lại hoặc là hơn nữa hoặc là thêm vào đó ví dụ là gì nhỉ tôi thích táo và thêm vào đó thì tôi cũng thích lê và các bạn có từ này phát âm với gấp đôi phụ âm từ nên là nó sẽ phát âm căng và mạnh hơn tô 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 còn một cái này là thổ thổ tiếp theo các bạn có từ nê xì có nghĩa là 4 giờ các bạn có từ d là 4 còn si là giờ ở đây các bạn sẽ có là ne shi ne shi ne shi -si", có nghĩa là thái giám như vậy ở đây cái tự âm e và e trong tiếng hàn nó gần gần giống nhau ne shi và ne shi ne shi bốn giờ và ne shi thái giám tiếp theo các bạn có từ shi chịp, chịp có nghĩa là nhà. Còn cái từ chịp, chịp, chịp có nghĩa là con chip mạch điện tử. Như vậy một cái các bạn phát âm với âm trờ là âm thường. Một cái các bạn phát âm với âm trờ bật hơi. Chịp nhà một cái là chịp, 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 chịp mạch điện tử. Con chip. Các bạn có từ ăn nhong ăn nhong anh có nghĩa là chào hay là xin chào ăn nhong ăn nhong Một từ nữa là anh kiểu ăn Tức là khi phát âm thì các bạn sẽ thấy là nó không khác nhau à, Không thấy là các bạn thấy rõ là nó rất là khác nhau Nhưng mà chú ý một chút về cái cách viết Một cái đây là n, một cái là cờ Anh nhong và anh kiểm ăn kiểu cũng là cái kính mắt thì như vậy các bạn chú ý một chút về chính tả thì các bạn sẽ không bị sai Tiếp theo chúng ta có từ ịp 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 có nghĩa là cái lá. Đây các bạn thấy nhá, về hình thức viết thì hai cái từ này, cái phụ âm nó khác nhau một cái là phụ âm thờ, một cái là phụ âm bờ. Nhưng mà cái từ này, phụ âm thờ bật hơi này, khi mà nó ở vị trí phụ âm thì nó sẽ được biến đổi thành bờ và nó phát âm là ịp. Tuy nhiên, nếu viết như thế này thì nó vẫn sẽ mang nghĩa là lá còn khi mà viết là ít với phụ âm đi ướt bờ thì nó được mang nghĩa là miệng hình thức viết thì khác nhau đúng không nhưng khi các bạn phát âm lên thì nó giống nhau nó đều là ít chính vì vậy mà các bạn cần phải để ý xem là hình thức viết của nó như thế nào để các bạn dịch nghĩa sao cho chính xác bởi vì hai từ này phát âm là giống nhau ít có nghĩa là cái lá và ít có nghĩa là miệng thực chất đây là một cái Người ta dựa trên cái thực tế Các bạn để ý cái đôi môi của các bạn đúng không? Nó cũng cong cong giống như là viền Hai cái bên viền của cái lá vậy Cho nên người ta có cái từ này Khi phát âm ấy, nó sẽ giống nhau Nó giống cái hình môi và hình cái lá Nó giống nhau Ip. Tiếp theo các bạn có từ kè 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 Con chó Và từ kè 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 Có nghĩa là con cua trong tiếng Hàn thì E và E Thực ra khi gọi ra tiếng Việt mình thì là E và là E Nhưng trong tiếng Hàn khi người ta phát âm hai cái âm tiết này, hai cái nguyên âm này Nó rất là giống nhau, nó đều giống như là E, kê và K K, K Nó không rõ ràng như là E và E của tiếng Việt mình đâu Mà nó rất là giống nhau Kê, con chó và K, con cua Tiếp theo các bạn có từ Chà, cha. Cha là cái thức kẻ. Và cái từ thứ hai âm chờ bật hơi, cha. 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 Có nghĩa là trà hoặc nó còn mang nghĩa là xe ô tô thì còn có từ cha. Cha là cái thức kẻ nhé và từ cha cha mang nghĩa là trà hoặc xe ô tô. Tiếp theo, các bạn có từ ưi giả uy giả Uy giả mà nghĩa là bác sĩ còn từ uy trà uy trà uy trà bằng nghĩa là cái ghế như vậy sa và trà sa trà sa trà là khác nhau nhưng mà các bạn cần chú ý về hình thức viết nhiều bạn viết nhầm sai chính tả thì ý nghĩa nó sẽ khác nhau và chúng ta cũng chú ý về cách phát âm nữa tiếp theo các bạn có từ pay 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 có nghĩa là cánh tay cái từ thứ hai là bài 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 có nghĩa là bàn chân một cái là âm thờ bật hơi một cái là âm bờ thầy cánh tay một cái là bài bài bàn chân tiếp theo các bạn có từ hin sạch hin sạch hin sạch có nghĩa là màu trắng hoặc là sắc trắng các bạn chú ý về cách biến âm các bạn phát âm là hin sạch giống như phần chữ màu xanh này từ thứ hai là huê sạch Hin huê Các bạn dễ, dễ dễ nhầm đúng không? Hin sạch là màu trắng hay là chỉ cái sắc trắng Còn huê sạch tức là cái màu xám cho Các bạn có do quần Do quần Do quần Có nghĩa là hộ chiếu Do quần Do quần Hộ chiếu Và từ thứ hai là do quần Do quần Do quần Nhà trọ do quần do quần từ này viết như thế này nhưng mà phát âm các bạn sẽ gấp đôi phụ âm cờ ở cái âm tiết thứ hai quần và quan thì nó hơi hơi giống nhau thôi do quần và do quần tiếp theo các bạn có từ yori 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 có nghĩa là nấu ăn cái việc nấu ăn và từ yuri 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 có nghĩa là thủy tinh như vậy một bên là yo một bên là u, các bạn chú ý. Chúng ta có từ yagu, yagu, yagu có nghĩa là bóng chày và từ thứ hai là cúc yakku, cúc có nghĩa là nhà thuốc. Yagu và cúc Các bạn có từ krim, krim, krim mà nghĩa là bức tranh. Còn, khư rỉm, khư rỉm, khư, rỉnh, khư rỉnh, bằng nghĩa là kem như vậy một âm tiết là cư, một âm tiết là khư, khờ khờ một cái là cư, khư rỉnh, và một cái là cư rỉm, cư rỉm, một cái là khư rỉnh, bức tranh và kem tiếp theo các bạn có từ pull, pull, pull có nghĩa là cái sừng nhá một cái là pull Pull, pull Có nghĩa là cỏ Hình thức thì viết là khá giống nhau Nhưng các bạn chú ý ở đây là pull, pull Một cái là pull, pull. Tiếp theo chúng ta có từ Kho kỳ Kho kỳ Mà nghĩa là chỗ đó hoặc là ở đó Một cái là Kho kỳ Kho kỳ Thịt Ví dụ là thạc cu kỳ có nghĩa là thịt gà hoặc là thuế chi cu kỳ thịt lợn các bạn có từ kho kỳ và cu kỳ nó hơi hơi giống nhau chú ý tiếp theo chúng ta có từ sa đảm sa đảm sa đảm có nghĩa là người con người và từ nữa là từ sa rằng sa rằng sa rằng có nghĩa là tình yêu như vậy nó khác nhau ở cái phụ âm một cái là ram một cái là rang sa rằng và sa rằng mình vừa giúp các bạn phân biệt các cặp từ có phát âm na ná nhau. Các bạn cần chú ý nhé. Và ở video sau chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các cặp từ có nghĩa tương đồng nhau, tuy nhiên thì mình sẽ phân biệt rõ hơn cho các bạn cách sử dụng của những cái từ đó trong tùy từng hoàn cảnh khác nhau. Các bạn đón xem phần số 2 ở video sau nhé.